Dạ rồi ạ. Nhớ rồi Dạ thế rồi ạ. ạ. Tôi đã gửi cho ban cán sự lớp, rồi gửi cho phòng đào tạo sau đại học, và phòng đào tạo sau đại học có lẽ cũng đã chuyển đến tay các bạn rồi. Nội quy của môn triết như sau: một là trong quá trình học đề nghị tất cả các bạn bật cam lên. Vì sao bộ môn lại yêu cầu như vậy? Bởi vì những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là khi bật cam, nó sẽ thể hiện sự tương tác giữa người học với giảng viên một cách gần gũi hơn, và các thầy cô có thể quản lý giám sát việc học của các anh chị. Đặc biệt là trong quá trình học, như thầy Lương, thầy hay hỏi, tức là đưa ra các câu hỏi vấn đáp đàm thoại, cho nên là thầy nhiều lúc nhìn vào màn hình những bạn tắt cam gọi đến vài câu không thấy đâu cả, tức là cứ để máy, để online xong, để máy đấy xong, tranh thủ đi làm việc riêng, thậm chí khéo tranh thủ ngày hôm qua, đêm nay khéo tranh thủ ngủ giấc, và thậm chí là có người còn tranh thủ là khám bệnh luôn, thể cứ để máy đấy xong tranh thủ làm vài khám vài ca đấy. Và buổi chiều ngày hôm qua có một anh ở cái lớp lớp E, máy cũng bật cam xong cứ để đấy, bật máy xong để đấy. Chắc là con ở nhà bình thường con học bằng máy, chắc bằng máy điện thoại đấy, con bé nó cầm chạy khắp nhà, xong thi thoảng nó bật mic lên, nó cứ ào ào, các thầy cô không thể nào gọi được nó, gọi mãi về sau nó mới tắt mic đi cho, bố cũng không thấy đâu đấy. Cho nên là nhiều anh chị là khi mà tắt cam là hay làm việc riêng lắm, và những việc riêng nhiều khi là khéo cam để máy để đây, nhiều người khéo cách xa mấy cây số đi làm việc gì rồi đấy. Cho nên trong quá trình đọc thường phải bật cam để làm sao để các thầy cô tương tác cho nó thuận tiện. Và đặc biệt tôi quy định nếu như anh chị nào mà được thầy cô hỏi gọi lên đến lần thứ ba vẫn chưa thấy trả lời, tôi gọi tên lần thứ ba mà vẫn chưa thấy xuất hiện, chưa thấy đâu cả, thì buổi hôm đó tôi coi như vắng, đúng không ạ? Các bạn cán bộ lớp nhớ nhắc các thành viên của nhóm mình, thầy Phương vừa phổ biến những cái nội quy về lớp học nhé. Vâng. Và trong quá trình học các anh chị thường xuyên để ý cho tôi, nhất là cái mic này, thi thoảng lại có người chắc với tay tự nhiên chạm vào hay là vì lý do nào đấy lại bật lên, thậm chí ở cơ quan đang chém gió với nhau, ào 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 toàn đang nói chuyện với nhau, xong nó ảnh hưởng các thầy cô giảng đấy, ảnh hưởng các bạn khác, những người mà đang ngồi nghe. Cái hai là môn triết chúng ta có 12 buổi, mỗi buổi 5 tiết, tương ứng như vậy là 60 tiết, 4 tín chỉ. Và trong 12 buổi này nó có hai buổi các anh chị nhìn trên lịch là hai buổi thảo luận. Trong thảo luận đấy có một buổi cộng với tiểu luận, một buổi cộng với kiểm tra. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có 3 đầu điểm: một điểm kiểm tra, một điểm tiểu luận và một điểm thi hết cái chứng chỉ triết, tức là hết học phần. Kiểm tra chiếm 20%, tiểu luận chiếm 20%, tổng cộng lại kiểm tra và tiểu luận chiếm 40%, điểm thi chiếm 60%. Đấy. Điểm kiểm tra tiểu luận thì sau này chúng ta sẽ làm bài online. Như vậy làm bài online thuận lợi cho các anh chị nhá. Tha hồ mà sử dụng tư liệu đồng nghiệp, tha hồ sử dụng Google, tha hồ sử dụng các loại tài liệu, không có ai giám sát được. Đấy, giống như bọn trẻ con bây giờ nó học online ấy. Đây là bài rất dễ. Và tôi quy định luôn, thứ nhất với bài kiểm tra, các anh chị viết ra giấy A4 một mặt. Và sau khi làm bài xong, các anh chị sẽ chụp ảnh gửi cho cán bộ lớp. Cán bộ lớp có nghĩa vụ tập hợp các bài kiểm tra đó nén thành một file, sau đó gửi cho thầy Phương. Tôi sẽ xử lý để đánh giá chấm điểm tại bộ môn. Đấy. Bản cứng các anh chị giữ lại, sau này khi về trường để tiến hành thi môn triết thì các anh chị nộp cho cán bộ lớp
các bộ lớp nộp lại cho tôi ở bộ môn để lưu. Vì sao? Bởi vì phải bản cứng mới lưu được. Sau này còn phục vụ công tác đánh giá trong, đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, thậm chí còn phục vụ cho công tác thanh kiểm tra của thanh tra Bộ Y tế, thanh tra Bộ Giáo dục. Nếu như họ về trường kiểm tra, chúng tôi có minh chứng để cho họ làm việc. Được chưa? Như vậy, nộp thì nộp qua mạng, chụp ảnh nộp qua mạng, nhưng bản cứng phải giữ lại để sau khi về trường học chúng ta nộp lại cho tôi, nhớ chưa ạ? Còn đối với tiểu luận, quy định tương tự như bài kiểm tra. Một, viết tay. Mà tôi đã, đêm ngày hôm qua tôi đã gửi mail cho các cán bộ lớp, các trưởng nhóm đề tài tiểu luận, 10 đề tài tiểu luận và quy định viết tiểu luận của môn. Các anh chị đã được phát tới tay chưa? Chưa thầy ạ. Chưa. Tôi gửi mail thì Thưa tới hôm thầy rồi ạ. có những bạn rồi, các bạn chưa. Vậy thì tôi đã gửi theo list danh sách mà cô Lan gửi cho tôi, cán bộ lớp, danh sách cán bộ lớp của chuyên khoa 426. Tôi gửi mail tất cả anh chị đó rồi. Vậy bạn nào chưa nhận được thì cứ gõ đầu nhóm trưởng. Nếu gõ đầu nhóm trưởng không ra thì lúc đó gõ đầu thầy Phương. Được Vâng chưa? ạ, thưa thầy là bọn em đã nhận được và có phản hồi với thầy rồi ấy, thì hôm nay bọn em sẽ triển khai đến các cái thành viên trong Ok. lớp ạ. Vâng ạ. Đấy. Tôi nói tiếp là quy định viết tiểu luận cũng giống như kiểm tra, viết trên giấy A4 một mặt và là viết tay đấy nha, nhớ đấy, không đánh máy, không nhận những bài đánh máy. Viết tay trên giấy A4 một mặt, quy định đã quy định cụ thể về hình thức. Ngoài việc nội dung viết tay thì bìa các anh chị phải đánh máy, bởi vì bìa đấy bộ mặt của cuốn tiểu luận. Mà nếu như để các anh chị viết tay, nhiều anh chị ngồi đây chữ như thuốc lào rác trên vở ấy, chữ bác sĩ mà kê đơn thì đến đến nhiều khi đồng nghiệp còn không đọc được, không dịch được ra đấy là cái thuốc gì, chứ đừng nói các thầy dạy chiết. Cho nên là bìa phải đánh máy, nhớ chưa? Và trong bìa nó có bìa trong, bìa ngoài đấy. Bìa trong cái giấy, bìa ngoài thì có thể là giấy xanh, giấy đỏ, giấy tím, giấy vàng. Bình thường đấy không cần đóng giấy bóng kính đâu nha, chỉ cần giấy thường là được, để các thầy cô chấm cho điểm luôn vào cái trang đầu tiên đấy, để tôi vào điểm nó rất là dễ. Còn bìa trong là bìa giấy giấy A4, giấy trắng, trong đó các anh chị ký tên, ghi rõ tên đấy nha, để tránh trường hợp nhờ con, nhờ vợ, nhờ người yêu, nhờ bạn gái, nhờ gì viết hộ. Đấy, cái trường hợp này là không hiếm đâu, trong cứ ví dụ trong khoa của các anh chị làm các viện trong khoa, nhờ mấy em điều dưỡng viết hộ, nhờ mấy em nó rảnh rảnh hơn một chút nó làm hộ mình, xong mình chỉ cần mang đi nộp cho thầy Phương, thế là ok. Tôi phát hiện bài nào mà có dấu hiệu làm hộ thì xử lý theo quy chế, coi như học hộ thi hộ, sẽ đình chỉ thi, được chưa nhá? Thống nhất như thế nha. Rồi gì nữa? Tiểu luận cũng nộp bài giống như kiểm tra, các anh chị sẽ chụp từng trang tiểu luận một, sau đó nộp cho cán bộ lớp để ném thành file gửi lại cho tôi chấm, và cuốn tiểu luận đóng quyển giữ lại, khi nào về trường học thì gửi lại cho tôi, cán bộ lớp thu lại gửi lại cho tôi đấy. Và quy định viết tiểu luận thì các anh chị đọc trong kia. Còn có một cái nội dung nữa, phần quy định chung, đó là gì? Những bài nào giống nhau từ A đến Z mà các thầy cô chấm, tôi chấm, mà có kết luận là giống nhau, tức là giống nhau khoảng từ 40%, 50%, giống như các anh chị mà làm luận văn sau này, ví dụ như các anh chị học chuyên khoa 2 ngày xưa, học đại học, không biết là đại học đã quét chưa. Bây giờ ở các trường hầu hết sau đại học luận văn, luận án, tiến sĩ, vân 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 vân, họ đều đưa lên máy quét, mà quét mà thấy trùng với các công trình trước đó, nghĩa là các anh chị đạo văn. Mà đạo văn khi các bài giống hệt nhau sẽ có kết luận như nhau. Anh chị đọc trong quy định tôi ghi đó là các anh chị sẽ đạt get mark zero, điểm không, và không đủ điều kiện dự thi, được không ạ? Có thể kế thừa tư liệu đồng nghiệp, có thể kế thừa những cái nội dung của đồng nghiệp, nhưng mà đến cái mở bài đến kết luận cũng giống nhau, cả dấu chấm dấu phẩy đến sai chính tả cũng giống nhau thì không được. Được ạ? Như vậy là vô trách nhiệm với bản thân, suy rộng ra là vô trách nhiệm với gia đình, xã hội. Bởi vì học cho mình ấm, học ấm vào thân mà lại nhờ người khác làm, và thậm chí
Có những anh chị copy xong vẫn không thèm đọc lại, cứ thế đóng quyển nộp cho thầy cô, thậm chí trong nội dung chả cần biết nó là cái gì, chỉ cần biết là cái tiêu đề cái bài đấy nó là như thế, à liên quan đúng tiểu luận của mình rồi đây, thế là không được đâu nha. Đấy, đấy là quy định về viết tiểu luận. Như vậy là mỗi cái đầu điểm này là chiếm 20%, tức là 4%, chưa được 50% đâu, không nhiều lắm. Tuy nhiên nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với điểm cuối cùng các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị biết rồi, trường Đại học Hà Nội nổi tiếng làm thi nghiêm túc. Sau này các anh chị thi ở giảng đường chúng ta sẽ biết. Hầu hết các môn hiện nay đã đều thi ở trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng, tức là thi trắc nghiệm. Nhưng riêng chỉ còn một số môn thôi, còn ít lắm, là chúng ta thi tự luận, tức là thi viết. Trong đó có môn triết của tôi, vì kiến thức nó trừu tượng cho nên không thể thi trắc nghiệm được. Và vì thế các anh chị phải thi viết ở giảng đường. Thi viết thì nó có mặt, cũng có mặt tích cực của nó, đó là gì? Các anh chị khi mà nhiều khi không thuộc thì có thể ngồi bắt đầu sáng tác, bắt đầu chém gió, cứ viết, cứ ngồi đấy bắt đầu thử tài sáng tác của mình, viết chém gió cái gì cũng được, kiến thức xã hội của mình rộng đến đâu thì mình chém đến đấy. Tuy nhiên nó có cái hạn chế của nó. Hạn chế ở đây là gì? Thi viết này bị coi rất chặt, mà nếu không thuộc, không chém gió được thì có thể sẽ phải nộp giấy trắng. Đấy, nộp giấy trắng tức là không điểm. Còn đối với thi trắc nghiệm, các anh chị biết rồi, thi trắc nghiệm thì nó hiện nay trường y chỉ có cái loại hình MCQ, tức là câu hỏi 4 đáp án A, B, C, D, lựa chọn một trong 4 đáp án. Thì các anh chị có tỷ lệ chiến thắng 25% rồi, không thuộc tí gì cũng cứ chọn, biết đâu số mình hên, thậm chí cần đúng tuyệt đối tất cả các đáp án. Đấy, đấy là cái mặt hạn chế của cái thi trắc nghiệm, không, nhiều khi không đánh giá được thực lực của người học. Nhưng đối với thi tự luận thì cái này đánh giá lại tốt hơn. Đánh giá tốt hơn nhưng mà nó điểm chấm có nhiều khi nó không được chính xác như thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm anh chị thi xong, các anh chị biết rồi, chỉ cần enter một cái, điểm cuối cùng enter cái là có thể nghêu ngao hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, hoặc là các anh chị có ngay vé xem Skyfall, mời luôn cả người thân, tức là xem bầu trời sụp đổ. Đấy. Các anh chị xem series phim Điệp Viên 07 chưa? Xem Skyfall chưa? Đấy, cho nên là trắc nghiệm nó có mặt trái của nó, có cái thuận tiện nhưng mà cũng có cái bất lợi của nó. Còn đối với thì tự luận, những anh chị nào mà sáng tác giỏi phần liên hệ thì các anh chị có thể chém gió được kiến thức xã hội mà nhiều hơn, thì chúng ta cơ hội qua là rất lớn. Đấy, nhưng mà đổi lại cái vấn đề quay thi ở trường y từ xưa nay coi rất chặt. Bên trong hai giám thị, bên ngoài hành lang thì nào là ban quay thi, nào là thanh tra giáo dục, vân vân và vân vân. Cho nên là rất coi, sẽ coi rất chặt. Một số anh chị hôm qua có hỏi tôi, cứ thấy có được mang giáo trình giáo viết vào để kiểu như đề mở không ạ? Bảo có, nhưng các anh chị hãy mang vào trong đầu. Chứ không được mang trực tiếp cuốn giáo trình nào vào đâu. Vì ở trường ta vẫn thi đề đóng, không thi đề mở. Đề đóng tức là các anh chị phải học. Và sáng nay tôi đã gửi mail cho toàn bộ hệ thống cán bộ lớp cái tập bài giảng môn triết học sau đại học. Những cái anh chị cán bộ lớp đây check mail hộ tôi đã nhận được chưa ạ? Thưa thầy rồi ạ. Thưa thầy nhận được và đã gửi cho tất cả các thành viên rồi. Rồi ok, rất cảm ơn các anh chị. Vậy thì các anh chị nhận được tài liệu này rồi, đây là tài liệu học tập, có thể nói là nếu như các anh chị nào học trực tiếp ở trường thì giới thiệu, các thầy cô giới thiệu là cái cuốn giáo trình triết học dành cho hệ không chuyên các ngành khoa học xã hội và nhân văn ấy, của thường thường bộ môn tôi lấy của trường nhà xuất bản trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hoặc là cuốn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên các anh chị học online mà các anh chị mà đặt mua giáo trình thì cũng bất cập, mà nó lại cũng tốn kém ra 80.000, 90.000 một cuốn, còn gửi qua đường shipper vân 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 thì nó còn lâu mới thời gian mới đến. Nhưng thôi, tôi cứ cung cấp cho anh chị tạm thời cái tập bài giảng đấy, cũng là đủ tư liệu để các anh chị học. Học chỉ cần nhớ được cái cuốn giáo trình, cái cuốn bài giảng khoảng hơn 200 trang đấy là các anh chị thi chắc được 9 điểm rồi. Đấy, không cần phải phấn đấu làm 10 làm gì cả. Đúng ạ. Và ngoài ra thì bộ môn hiện nay tôi với thầy Dũng, một thầy nữa, đang viết một cuốn sách hướng dẫn học tập môn triết, đang gửi cho nhà xuất bản rồi, họ đang phản biện. Có lẽ là đến cuối tháng 12 này mới xuất bản. Không kịp đợt này để cung cấp cho anh chị, nhưng mà có thể đến cuối tháng 12 này nó xuất bản. Nếu kịp xuất bản thì lúc đó
các anh chị cán bộ lớp phải liên hệ với tôi để tôi cung cấp cho các anh chị, phục vụ các anh chị học và thi nó thuận tiện hơn. Đấy. Là các anh chị có trao đổi hay thắc mắc gì về cái những cái nội dung mà tôi vừa nói không ạ? Nội quy học, viết bài kiểm tra, viết tiểu luận. Nào, cứ mạnh dạn trao đổi ạ. Thưa thầy là em thầy ạ. Cứ nói ra Đức. Thưa thầy là sẽ cái bài kiểm tra thì sẽ kiểm tra vào buổi thứ mấy ạ? Nhìn trên lịch giúp thầy. Trên lịch nó có lịch À có lịch. lịch lịch không phải lịch Zoom đâu mà lịch lịch mà lịch cứng ấy. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nào còn có nội dung có câu hỏi khác không? Bắt đầu từ tối nay về nhà tra Google rồi các kiểu tìm tài liệu viết tiểu luận là vừa. Có các anh chị nhìn cho tôi trong lịch là ngày nào là ngày chúng ta nộp tiểu luận ạ? Cái bài cái buổi mà thảo luận cộng tiểu luận ấy. Mười mấy hình như lớp A này là tôi để không nhầm là khoảng 12 13 gì đấy. 14 tháng 12 thôi ạ. À 14 à. Cái lớp này tôi xếp lịch đầu tiên mà. Để giải ra lớp này lớp mà có lịch gần như không ngày nào là cả sáng lẫn chiều thì phải. Thường thường sẽ giãn. Vì lớp xếp đầu tiên nên nó không hay bị những lớp kia nó chèn vào, cho nên lớp các anh chị là lớp được về mặt lịch học là được thoải mái nhất. Em thưa thầy. Ừ. Thầy là lịch học triết và lịch học tin vào ngày mùng 10 tháng 12, tức là vào thứ sáu ạ, của tuần sau của bọn em là trùng nhau vào buổi sáng thầy ạ. Thế đã nghe thầy Tuấn bộ môn tin phổ biến chưa? Em chắc chưa chưa nghe rõ rồi đúng không ạ? Thầy Tuấn có nói rằng những buổi nào mà trùng với môn triết thì buổi đó tin học tự học ở nhà. Nếu mà vẫn còn chưa thủng thì hỏi lại thầy Tuấn nha. Vì Vâng. tôi xếp lịch triết là lịch xếp sau môn tin. Sau khi thầy Tuấn làm lịch môn tin xong, cung cấp lại cho tôi lịch môn tin thì tôi bắt đầu mới xếp lịch môn triết. Đấy, tức là gì, thầy bảo hôm nọ tôi cũng trao đổi với thầy rồi, thầy bảo những cái buổi mà các học viên thắc mắc ấy tôi đã giải thích, đã nói với các nhóm trưởng rồi, nhiều bạn chắc vẫn chưa không để ý vì bận công việc quá, bận bận gọi chương trình dành cho người hâm mộ quá nên là vẫn chưa nhận được cái thông tin này, cho nên hôm nay tôi nói lại nói thêm luôn cho thầy Tuấn chỗ thầy Tuấn đã nói như thế nhá. Và anh chị nào mà băn khoăn chỗ này thì cứ hôm nào trùng thì môn đấy tin nghỉ học ở nhà, còn để thời gian đó để dành cho ôn luyện và chiến đấu với môn Em nhờ thầy nhắc lại một tí về cái phần tiểu luận được không? Vì lúc nãy mạng em nó bị kém quá nên nó cứ đứt liên tục học. không nghe. Tiểu luận thì một là mình đã gửi 10 chủ đề cho các cán sự lớp. Và 10 chủ đề đấy các bạn thấy chủ đề nào phù hợp với mình nhất thì chọn một trong 10 chủ đề để viết. Sáng nay các bạn hỏi, thưa thầy em làm một chủ đề hay làm cả 10 chủ đề? Nếu em có sức cứ làm đủ 10. Đó. Em cảm ơn thầy ạ. Còn nếu không thì làm một cho tôi là đủ, một là tối thiểu. Còn nếu có đủ sức cứ làm cả, không sao. Đó, làm một chủ đề phù hợp nhất với bản thân mình. Được chưa ạ? Thế cái nào dễ nhất, ngon lành nhất làm. Nhưng mà tránh copy hệt giống nhau là lúc đấy sẽ gọi là gặp rắc rối đấy nhá. Cứ về không sửa chữa không chịu đọc lại vì bận quá, suốt ngày đi khám bệnh phòng khám rồi vân vân, làm ở cơ quan xong lại ban tối lại còn phải đi phòng khám đêm về, tối về lại còn chương trình trả bài trả nộp bài nộp thuế vân vân và vân vân nữa thì không thời gian làm, lại nhờ các em thì sau này không biết nội dung mình viết cái gì đâu đấy. Nên là tối thiểu 10 trang, tối đa là 30 trang viết tay đấy, có phần mục lục. Ví dụ như chương 1, chương 2, chương 3 nó nằm ở trang nào để các thầy cô khi chấm thì chỉ cần nhìn vào mục lục cái để tìm những cái chương, ví dụ như nhìn cảm thấy viết nó chưa được ổn hoặc là viết chương nào hay hay muốn đọc sâu hơn một tí thì các thầy cô có thể nhìn mục lục dở ra ngay, chứ hơn 800, 815 chiến sĩ chuyên khoa 1 này mà cứ tìm từng trang một, mỗi người 10 trang, ví dụ 10 trang tiểu luận thôi nữa là khoảng 8.000 này, hơn 8.000 trang giấy.
cứ gọi cho 10.000 trang giấy, xô đi bù lại khoảng 10 đến 15.000 trang giấy mà các thầy cô mà đọc tìm ra như hết cái đấy thì cũng toét mắt. Cho nên các bạn viết nào nó khoa học một chút, giống như nói chung cái hình dung giống như một cái luận văn hồi học đại học ấy. Phần mở đầu lý do chọn đề tài, phần nội dung ví dụ chương 1 phần lý luận, chương 2 phần thực tiễn, chương 3 là phần giải pháp kiến nghị chẳng hạn, xong phần cuối cùng là phần kết luận, thế là xong. 10 trang viết thì đơn giản thôi, 10 trang đến từ 10 trang thì ngồi chắc khoảng độ một buổi tối, hai buổi tối có đủ tài liệu là chép xong. Nào còn thắc mắc gì về quy chế, về kiểm tra, về tiểu luận không ạ? Nhớ nha, chúng ta có 12 buổi theo quy chế. Tôi viết trong cái chỗ tiểu luận ấy là gì? Quy chế nội quy viết tiểu luận là phải tham gia tối thiểu là 80% số buổi lý thuyết trên lớp trở lên. Tức là gì? Các anh chị được nghỉ khoảng 20%, 10 buổi được 2 buổi. Đây có 12 buổi, gọi được 2 buổi. Vậy được 2 buổi nghỉ, nếu thầy cô điểm danh được cứ biết thu xếp công việc gia đình, công việc cá nhân vân vân và vân vân. Đấy. Thì được nghỉ 2 buổi, nhưng không được nghỉ 2 buổi kiểm tra buổi tiểu luận đâu nhá. Buổi kiểm tra mà thiếu bài kiểm tra coi như điểm không, không được thi. Thiếu bài tiểu luận cũng vậy. Cho nên trừ 2 buổi ra còn 10 buổi lại. 10 buổi khác có quyền nghỉ 2 buổi. Tí nữa chúng ta sẽ làm việc với thầy Lương. Các bạn học thầy Lương chưa học mới buổi đầu tiên thầy Dũng giảng đúng không nhỉ? Buổi thứ hai là thầy Lương. Buổi thứ hai thầy Lương. Thầy Lương là nguyên chủ nhiệm, nguyên trưởng bộ môn. Giờ thấy là trưởng phòng marketing truyền thông bên viện. Đấy, thầy Lương cũng xuất thân từ ngành y của các bạn đấy. Thầy Lương là cùng khóa với thầy Văn. Thầy Văn chủ tịch hội đồng trường, trước là hiệu trưởng, giờ chủ tịch hội đồng trường, bí thư đảng ủy của trường Đại học Hà Nội ấy, cùng lớp thời sinh viên. Đấy. Cho nên là thầy Lương kiến phong kiến thức về y học cũng rất rộng, và phong kiến thức về xã hội, văn chương, lịch sử đều giỏi cả. Nên tí các bạn sẽ, mà thầy Lương này dạy hay hỏi lắm đấy, các bạn chuẩn bị tinh thần. Những người ngồi đây vẫn còn có những người tắt cam thì tí phải bật cam lên nhá. Để thầy gọi không thấy, thầy hỏi không thấy đâu. Là coi như vắng đấy. Bây giờ là 13:55, còn 5 phút nữa thầy hẹn tôi 2 giờ. Chém gió với các bạn thêm độ 5 phút nữa. Nào, học buổi đầu tiên thầy Dũng giảng thế thế nào, có thấy môn triết có khó quá không? Khó thế ạ? Học từ hồi đại học giờ xong rồi, thậm chí một số anh chị ngồi đây học cao học nữa,